Claire lái xe về quê, trên đường gặp được cô bạn thân lâu năm không gặp của mình. Cô vội vã xuống xe, hào hứng cất tiếng gọi. Nhưng mãi không thấy bạn mình phản ứng gì, mà cứ đi thẳng về phía trước thôi. Claire đành chạy lên để ngăn chân lại. Cô vô cùng vui mừng, nhìn kìa, cậu đã thành mẹ rồi đấy. Nghe đến đây, Jen mới miễn cưỡng nở ra nụ cười. Xin chào tất cả mọi người, lại là ông chú núp lùm của mọi người đây. Hôm nay tôi đem đến cho mọi người một bộ phim kinh dị năm 2021, The Oinlit. Câu chuyện bắt đầu. Claire là một cảnh sát hết lòng với công việc, tuy là đang mang thai nhưng cô vẫn làm việc miệt mài. Nhưng sự cố vẫn xảy ra. Mấy ngày trước, khi cô đi tuần tra bên ngoài, thì gặp một thanh niên cầm súng chuẩn bị tự sát. Thấy cảnh sát đến, thế là anh ấy liền dụ cô vào một góc không có người. Mặc dù cô đã cố hết sức rồi, nhưng vẫn không ngăn cản được quyết tâm tự sát của anh. Cuối cùng anh ấy đã lên cò súng, chĩa thẳng vào đầu mình. Thi thể của anh ấy rơi xuống biển, sau đó bởi vì không có người chứng kiến, nên cô đã bị phê bình là làm việc tắc trách. Một khi bị đình chỉ công tác, người thân bạn bè của anh ấy cũng không ngừng chỉ trích cô vô cùng đau lòng. Áp lực to lớn từ bên ngoài cùng với nỗi niềm bứt rứt trong lòng khiến cô nhiều lần mang ảo giác là thanh niên ấy vẫn còn sống sót. Họa vô đơn chí. Claire lại nhận được cuộc điện thoại từ quê lên, thông báo rằng bố cô đã qua đời. Cô vô cùng đau lòng, tạm biệt bạn trai để về quê tham gia tang lễ của bố. Quê nhà lâu năm chưa về lại, bộ dạng của thị trấn vẫn hệt như trong ký ức hồi nhỏ của cô vậy. Chỉ là cô không nhận ra nhiều người ở đây nữa thôi. Mà cô còn phát hiện ra người dân ở đây càng ngày càng ít đi. Cơ bản là không thấy đàn ông và trẻ con đâu cả. Chỉ thấy một đám phụ nữ mặt mày quỷ dị, biểu cảm sầm xì nhìn mình thôi. Cô vẫn về chậm mất một bước, không kịp tham gia tang lễ của bố. Mẹ của cô đã mất tích từ mấy năm trước rồi. Bây giờ bố cô cũng qua đời rồi. Ở trong thị trấn này, cô chỉ còn chú là người thân duy nhất thôi. Chú nói với cô rằng, từ khi mẹ cô mất tích, cơ thể của bố cô càng ngày càng yếu. Trong lúc leo núi, vì sức khỏe yếu nên mới thiệt mạng đấy. Claire đi về nhà, đồ đạc lộn xộn vô cùng, chỉ còn lại một con dê cái đang mang thai thôi. Khi dọn dẹp di vật của bố, cô phát hiện ra vài bức thư viết cho mình nhưng chưa kịp gửi đi. Nội dung bức thư là nỗi sợ hãi và ăn năn của bố. Rốt cuộc bố muốn nói điều gì chứ? Ngày hôm sau, Claire lại đi tìm chú để hỏi về tình hình hồi còn sống của bố. Chú có chút lảng tránh, không muốn nói nhiều. Cô đi về nhà, phát hiện con dê cái hôm qua vẫn đang khỏe mạnh lành lặn, mà bây giờ đã biến thành một đống thịt nát rồi. Một chuỗi sự việc xảy ra khiến cô phải lên lòng cảnh giác. Cô lái xe đi quanh thị trấn để hỏi thăm tình hình. Bởi vì người dân ở đây kỳ lạ quá rồi. Nói chính xác hơn là phụ nữ ở đây quá quỷ dị. Bởi vì ngoài chú ra, cô chưa thấy một người đàn ông nào khác nữa. Cuối cùng cũng gặp được cô bạn thân của mình. Cô muốn hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện, nhưng phát hiện ra bạn mình cũng điên điên dại dại rồi. Jen nói ra những lời hết sức khó hiểu, vừa cười vừa khóc. Now there are no children. But I know why she did it. I know what she wants. Claire còn nhìn thấy cái bóng ma của một đứa trẻ nữa. Cô không hiểu cái mô tê gì cả, liền lái xe đi đến đồn cảnh sát của thị trấn này luôn. Nhưng cô chỉ thấy cái cửa bị khóa chặt. Buổi tối đi về nhà, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ em. Cô nhìn ra chỗ đó, phát hiện người phụ nữ nhà hàng xóm đang bế trên tay một đứa trẻ con đang khóc đi vào trong nhà. Claire đi vào theo, trong nhà không bật đèn, tối đen kìm kịp, có tiếng trẻ con khóc truyền ra từ trong nhà tắm. Cô đi vào nhà tắm, chậm chậm vén rèm lên, một người phụ nữ trần truồng ôm lấy một đứa trẻ mới sinh, da thịt tím lịm. Claire kinh hãi, người phụ nữ run rẩy nói rằng, nó sắp đến rồi. Rồi nó vụt qua nhanh chóng, như cái bóng ma mà ban ngày cô thấy vậy. Biến mất luôn, lẽ nào là ảo giác sao? Claire khó hiểu, lại đi về đồn cảnh sát. Không ngờ rằng nửa đêm mà cửa đồn lại mở, cô bước vào, không có cảnh sát trực ban. Nhưng trên cái bảng ở trong phòng làm việc, lại có ảnh hiện trường tử vong của bố cô. Nhìn vào những bức ảnh này, có thể thấy lúc đó bố cô hẳn là đau đớn lắm, chứ không như lời chú nói đâu. Bỗng nhiên một người đàn ông xông vào. Cô giật mình, sau đó là có chút vui mừng, bởi vì cuối cùng cô cũng nhìn thấy một người đàn ông khác ngoài chú rồi. Cô đang định hỏi ông, thì không ngờ rằng lại bị ông ấy quay ra tấn công. Thấy ông chú tính tình nóng nảy như này, cô chỉ có thể rón rén rời đi mà thôi. Trên đường đi, một chiếc xe điên cuồng lao lên từ sau lưng cô. Lại có thể khẳng định đây chính là ông chú ấy. Ông ấy muốn uy hiếp và đuổi cô đi. Lẽ nào thị trấn này có bí mật gì đó đáng sợ sao? Cô lại lần nữa đi tìm chú, mà lần này có vẻ như là chú đang chở cô đến. Chú ấy chậm chậm kể ra sự thật, bởi vì mẹ cô tự dưng phát điên,
nên đã được đưa đến một bệnh viện tâm thần ở phía bắc thị trấn. Nhưng vào đó chưa được bao lâu, thì các bác sĩ và bệnh nhân ở đó đều bốc hơi khỏi trần gian một cách hết sức ly kỳ. Bởi vì không điều tra ra được nguyên nhân nên bệnh viện phải đóng cửa. Nhưng từ đó trở đi, người dân ở đây thường xuyên nghe thấy tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Sau đó đàn ông và trẻ con trong nhà đều biến mất. Dần dần trong thị trấn chỉ còn lại phụ nữ mà thôi. Họ điên điên, dại dại. Gia tộc của mẹ cô có huyết thống phù thủy trong người, sở dĩ mẹ cô phát điên là bởi vì bà ấy đã bị phù thủy bò ra khỏi mộ phần nhập thể. Phù thủy dụ dỗ đàn ông và trẻ con vào rừng, treo cổ họ đến chết, sau đó uống máu ăn thịt họ, còn giữ lại phụ nữ để họ làm nô lệ cho mình. Thực ra bố cô luôn âm thầm bảo vệ mẹ cô ở trong rừng, cũng từng nhìn thấy những hành vi tàn nhẫn sau khi bà bị nhập thể. Cuối cùng ông không chịu đựng nổi nữa, mới lựa chọn tự vẫn. Chiếc xe dừng ở cổng bệnh viện tâm thần bỏ hoang đó. Claire xuống xe, đi lên tầng. Người chú ở trên xe nhìn cô. Những người phụ nữ trong thị trấn đang hiến dâng lên cho phù thủy ông chú mà cô gặp ở đồn cảnh sát vừa nãy. Ông chú ấy bị treo cổ ở giữa nhà, cơ thể bị moi rút sạch, máu chảy không ngừng. Không ngờ là Claire không hề đi lên ngăn cản, mà chỉ rời đi một cách yên lặng mà thôi. Cô đi theo một bà cụ cầm đèn dầu đi vào trong rừng. Cô đi theo suốt cả một đêm liền, đến ngày hôm sau cô mới nhìn rõ bà ấy. Bà ấy chính là mẹ của cô. Bà nói với cô rằng bởi vì cô đang mang thai trong người, nên tuyệt đối không được để phù thủy nhập thể vào người. Nếu không thì sự việc này sẽ tiếp diễn, làm hại nhân gian. Bây giờ cách duy nhất là thiêu chết bản thân mình, mới có thể khiến phù thủy trong người triệt để biến mất. Bà cụ lo dò bò lên đống củi, Claire chỉ có thể làm theo lời mẹ, nuốt nước mắt mà châm lửa thôi. Cô không ngờ rằng, lần gặp lại mẹ này lại là lần từ biệt cuối cùng. Ngọn lửa bùng cháy lên, cô không còn nhìn thấy mẹ đâu nữa. Mà ở cách đó không xa, chú của cô đã bị treo cổ trên cây từ lâu lắm rồi. Bộ phim kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và follow kênh mình nhé. Sự ủng hộ của các bạn là động lực cho mình tiếp tục kiên trì. People can help you. What people? Friends, family. I don't have anyone. They've all gone. Just don't know what else to do. Where else to go? Come on. You know. Poor bastard didn't stand a chance. You knew his weakness, and you preyed on it. For once in your life, just get something right, boy. Do it! I don't think I can. Do it, boy. Do it!